chào các bạn. Tâm là Tâm đến là dân đổi hoa cho bà đó. Tâm thấy cái đâm tàn ở đây. Một tay cầm máy cho nên là phải đi mấy vòng vậy đó. Yeah.
Bông mới của bà đây. Đây à. Mexico lễ tang cái không biết là không có thấy hòm mà không có thấy giống như là kiểu là mới mất á, hình như là mình nghĩ là cái này lễ giỗ hay là cái gì đó, người ta chỉ bày ra để người ta để cái hình rồi người ta hát hò, còn nguyện đọc kinh chắc vậy quá. Chứ không phải giống như là mấy cái đám tang mà người ta hay là chôn này kia đó, không có hòm, hình như là chôn rồi. Cái các bạn biết sao mới hôm qua quá chừng người order.
đờ thám luôn. Tôm khô với lại cá khô đù. Đừng có nào ra trời. Cá đù khô. Quá trời luôn, sen luôn. À, coi. Những cái tiểu bang ở Boston nè, ở Houston cũng order nữa các bạn. Nhờ tắm ship qua. Nếu ok cũng được thì có gì tắm ship qua thôi. Ship overnight á, bằng UPS á, thì hình như cũng 10 mấy đồng gì đó. Thì là ship qua thì mọi người gửi lại tiền ship cho tám thôi. Mà cái khô cá đù á, một bịch của nó là 5 pound đó. Cho nên là có người ở gần ở đây á, thì người ta ví dụ như hai chồng ở có một người hai người à, cho nên mới đầu mua 2 pound, 3 pound, 2 pound, 1 pound gì đó. Nhưng mà bây giờ là cái bịch cá lụa đù nó làm một bịch đó là 5 pound, cho nên có nhiều người nó nhiều quá không có mua. Uổng ghê luôn á. Tấm đâu có biết, tấm tưởng một bịch là 1 pound, nhưng mà không biết sao mà họ làm một bịch đó là 5 pound cá. Còn tôm khô thì có một bịch 1 pound là có đó. Cho nên là bây giờ sẵn đây cảm ơn tất cả mọi người fan bà Tám. Lúc nào Tám nói ra cái gì cũng ủng hộ cho Tám hết trơn á. Cảm ơn rất là nhiều nha. Và bây giờ là hôm nay là thứ năm, Tám ra mộ ngoại nè. Hôm nay là thứ năm nha. Thì bây giờ cái clip này là Tám sẽ post ưu tiên. Tám post ưu tiên để mà mọi người, nếu mà ai có order thì nhắn cho Tám liền. Nhắn cho Tám. Mà tại vì nhớ nha, một bịch đó, một bịch là 5 pound cá một bịch. Nếu mà ở xa muốn ship thì cứ nói Tám ship cho. Nhưng mà cái tiền ship như thì gửi lại cho Tám. Còn cái nữa là cho những người gần đây, ví dụ như mà Tám sẽ nhắn cái địa chỉ ha. Cái bữa thứ ba là ngày 7, bữa nay ngày mấy, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ ba là ngày 7, đúng rồi, thứ ba là ngày 7 là Tám sẽ hẹn các bạn một chỗ. Mà lúc đó anh Quốc là cái anh ở Houston, các bạn có nhớ không? Người nào mà fan của Tám á, mà hay coi YouTube của Tám á, thì sẽ nhớ anh Quốc. Anh Quốc là người là cái nhà hàng ở ngay chỗ Texas á, nhà hàng gì ta, rồi tự nhiên quên cái nhà hàng tên gì. Mà cái lúc mà Tám với chị Khanh nè, rồi Linh Trần này kia á, qua đó chơi á, đi hát xong rồi qua đó chơi á, cái tới nhà ảnh chơi, rồi tới cái quán ảnh ăn á, rồi bắt cua bắt ghẹ, nhớ không, bắt ghẹ đó đó là anh Quốc đó là chủ cái nhà hàng đó đó. Thì ảnh mới chở crawfish tươi chở về, chở cũng không có nhiều đâu, ảnh chở ít nha, là để ảnh coi thử coi ở đây người ta có mua hay không, người ta có nhu cầu hay không, thì một tháng ảnh sẽ chở một lần đó. Crawfish tươi luôn, rất là ngon luôn nha. Mà ảnh sẽ luộc sẵn luôn, nếu mà mọi người muốn ăn liền, mua về ăn liền á, thì ảnh luộc sẵn. Có một cái lò, ảnh đem theo một cái lò và một cái nồi, ảnh luộc sẵn. Nếu mà muốn mua như tươi sống về làm á thì mua, còn nếu mà không có mua sống về làm á thì mình sẽ mua cái luộc sẵn về mình ăn liền luôn. Trời ơi, điện thoại đâu rồi, để gọi anh Quốc coi. Hello. Quốc hả? Dạ. Quốc ơi, có người hỏi là crawfish đó có mình, người ta mình giống như là crawfish đó mình bán có cái số cái gì ta bằng kêu bằng cái bán cái vị. Ok, chị nói sao? Cái mình bán crawfish mình có bán cái bột mà để về người ta làm không anh Quốc? Đó là ra ngoài đó là có crawfish vừa bán tươi vừa bán luộc, có bột đầy đủ hết. À, vừa bán tươi vừa bán luộc.
có đầy đủ cái bột mà người ta mua, cái gia vị luôn, gia vị luôn. Đúng rồi. Để cho có người ta về luôn. Người ta làm. À, đúng rồi. Rồi còn mình bán là không, nhưng mà mình có bán cái đồ mà có gia vị, mình làm bằng có gia vị sẵn không? Cái đó thì không có bán, cái đó thì họ mua thì có thôi. Nếu mà họ mua thì sẽ họ mua 10 pound con cái tươi đi. Thì cho họ một hũ hay một bịch gì nhỏ nhỏ gì đó về nhà, họ luộc xong rồi bỏ vô họ lắc lên. À vậy hả? Ok. Rồi. Ừ, rồi em hiểu rồi. Vậy có gì nhắn cái địa chỉ nhà hàng xong mình nhắn khách tới đó lấy hàng luôn ha anh ha. Đúng rồi, nhắn tới đó, tới nếu mà muốn mua tới đó mua là có. Dạ. Ờ ok. Từ cỡ sáng thứ hai đi. Sáng sớm thứ hai chạy cỡ chưa? Tối thứ hai tới là sáng sớm thứ ba tới. Vậy là mình hẹn luôn, hẹn với khách vậy là mình hẹn khách mấy giờ ngày thứ ba đến chỗ đó anh? Cả tối, chiều tối thứ ba hay thứ tư á. Thứ tư là guarantee mà tối, mà phải lên tới đó setup này kia, em cũng chưa biết là thì nào nó xong nữa. Ồ, vậy maybe buổi tối bán, chắc buổi tối là xong á. Tùy theo cái đường chạy thôi. Sợ nó bị tuyết này kia, phải đi chậm lại xíu, không thể lẹ được á. Vậy là... Nhưng mà tụi em sẽ tới đó mà. Nếu vậy là nếu hẹn, phải ở, hẹn với khách lấy hàng là sao ta? Hẹn khách lấy hàng á thì bảo đảm tới ngày trưa thứ ba tới rồi đó. Ờ, bảo đảm rồi trưa thứ ba tới. Là buổi trưa tới, em chở tới cho. Còn nếu mà profit thì mình hẹn. Profit là chiều tối hay là sáng thứ tư là có. Nếu mà muốn mua sống á, thì có luôn, thì trưa thứ ba là có đó. Ừ, nếu mà mua sống thì trưa thứ ba là có. Còn nếu mà muốn mua luộc ăn liền á, thì là sáng thứ tư. Phải ngày thứ tư. Sáng thứ tư. Yeah, ngày thứ tư là guarantee. Còn nếu mà bán hết kịp thì tối thứ ba thì có. Mà nếu không kịp là sáng thứ tư. Ok. Để quảng cáo thử này ra thử đây. Rồi đó, nếu mà được bên đó là bắt đầu mở đó. Ở đầu tháng qua nó hai lần hay là từ nếu mà có khách thì mở tiệm bên đó luôn. Vậy hả? Đem Danny Seafood bên tháng dịch qua bên Danny Seafood Cali luôn. Trời ơi. Nên này có nhiều người ta mua có 2 pound à, cái nó không có được. Cái bịch này tới 5 pound lận, cái ta nói tại nhà ta có một mình ta, cho nên người ta không mua được. Đúng đâu. Mà, người ta không có chỗ để. Nếu mà mua, người ta không mua 2 pound cũng bán 2 pound, nhưng mà tùy theo chị Thơ muốn bán cao nên mua 2 pound thì giá khác, mua 5 pound giá khác. Vậy thôi. Ủa nhưng mà đâu có cái bịch, đâu có cái bịch 2 pound đâu. Thì mình phải mở ra rồi mình sẽ mình lấy nó ra cân lại. Ủa vậy hả? Mình có cân không? Cũng được. Thì sao thì lại gói cho em đem theo cân thôi. Ồ cân vậy mới. Hả? Vậy cái gì anh đem theo cân nha? Tại vì có một vài người là người ta không có mua. Người ta không có mua không có mua 5 pound. Tại vì người ta nói là nhà người ta có người rồi người ta mua, người ta không có chỗ để. Cái người ta đòi mua 2-3 bao gì đó. Cái nó ok thôi, để có gì xé ra. Ai mà mua thì mình hùng lại xé ra. Thì đó thì xé ra thôi, đâu có gì đâu. Dạ ok. Vậy ok. Xé ra thôi. Dạ ok anh. Ok. Dạ. Okay. Rồi bye bye okay. Anh nha. Ok, bạn. Dạ, dạ, dạ. Ồ, thì đó thì ra là anh Đinh này ảnh nói là trời ơi tấm đi lộn đường tùm lum các bạn ơi. Bây giờ đường này nó quẹo qua đây. Rồi profit là như vậy nha các bạn. Rồi có gì tấm sẽ nhắn cái địa chỉ của cái nhà hàng mà các bạn sẽ tới cái nhà hàng đó rồi các bạn lấy hàng ha. Có gì thì gọi cho Tám nha. Số điện thoại là 714-677-7890. Hiện tại thì Tám ghi vô sổ hết rồi. Ai mà mua cái gì bao nhiêu pound cái gì là Tám ghi vô sổ. Đến lúc có hàng cái Tám lấy, cái Tám bỏ vô trong cái bịch đó. Rồi Tám ai ship đi, Tám ship đi. Còn ai mà ở đây thì nhắn Tám sẽ nhắn địa chỉ rồi tới cái nhà hàng đó lấy. Nha các bạn nghe. Rồi bây giờ Tám phải up cái clip này ở đây để có gì thì mình sẽ tám sao. Bây giờ mình phải đi lạc đường tùm lum hết trơn các bạn ơi. Đi vô lộn vô trong phi quay luôn, xong rồi vòng ra lại nè. Rồi bye bye, cảm ơn rất là nhiều. See you again. Đây là
là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.